Hoa tường vi đỏ thì cái đặc thù của hoa tường vi đó là thể hiện được rất nhiều cái tức là một loại hoa mà thể hiện được bốn mùa. Mùa hè thì là cái mùa mà hoa nở đẹp nhất, đó là nó kéo dài suốt trong 3 tháng. Thì hoa tường vi như mọi năm thì sẽ nở từ từ, nhưng mà năm nay thì cái điều độc đáo đó là hoa sẽ nở rực ngay vào thời điểm mà bắt đầu vào mùa hoa. Năm nay thì cái con đường tường vi của chúng tôi sẽ tạo ra được nhiều cái không gian ánh sáng huyền ảo hơn thông qua là ánh sáng của bình minh và hoàng hôn. Thì những cái nhiếp ảnh hay là các bạn chụp ảnh sẽ tạo được những bức ảnh mà có ánh sáng đa chiều hơn và sẽ giúp cho những bức ảnh đấy trở nên lung linh hơn. Ngoài ra thì hoa tường vi của chúng tôi năm nay thì chúng tôi có sự đan xen giữa các loại hoa khác, như là khi khách hàng đi qua sẽ phải đi buông qua những cái hàng hoa giấy này, đi qua những cái hàng cây thanh xà, thanh lam này, và uốn lượn như thế thì sẽ làm cho cái những cái ảnh ấy, các bạn sẽ có nhiều cảm xúc hơn nữa. Thì sau rất là nhiều năm trồng và đã cho ra hoa ấy, thì năm nay chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm hơn và có những kỹ thuật xử lý đặc biệt để cho hoa nó được đẫy bông nhất và có cái độ sắc, và khách hàng, những cái du khách tham quan có thể chụp ảnh với hoa tường vi được những cái bức ảnh đẹp hơn. Thì là cái thời điểm mà thường chúng tôi sẽ cố gắng cắt để làm sao cho bông hoa nở đẹp nhất vào cái dịp cuối tuần. Nhưng mà khi mà đến đây thì trời cũng rất may là trời cũng ráo mưa, và trước mắt mình là một cái con đường hoa như là bức ảnh hôm qua mình xem, chứ không phải là ảnh và thực tế nó khác nhau, cho nên là mình thấy rất là hào hứng để đến đây cho các bạn nhỏ nhà mình đi chơi và các mẹ thì được chụp ảnh. Trong một vài lần lướt TikTok hoặc là trên Facebook thì em có xem một số những cái bạn sinh viên ở những trường khác có review về đường hoa này, và em cũng thích hoa tường vi, cho nên là em đã rủ bạn đến đây để check-in ạ. Ấn tượng đầu tiên thì là thực sự rất là đẹp, vì là một cái màu hồng rất là bắt mắt. Em chưa từng thấy một cái đường hoa tường vi ở bên này. Cho nên đấy là lý do mà tại sao em phải đến tận nơi để trải nghiệm và check-in tại đây. Hiện tại là ở thủ đô là thiếu những cái nơi mà nhiều cây cối và thực vật thiên nhiên như thế này. Đây là lần đầu tiên mình đến, là mình cũng nhờ trên fanpage là mình biết là đến mùa tường vi thôi, chứ còn chưa đến giờ là mình không biết là ở đây có cái vườn hoa đẹp như thế này. Và mình nghĩ là các bạn nên tranh thủ cái thời gian hoa đang nở thì đến để tham quan và check in ở nơi này. Mình thì chưa đến cái nơi nào mà hai hàng cây nó sang sát vào nhau để nó tạo cái vòm như thế. Nên là thấy rất là đẹp, ấn tượng.